Dear sếp, đại diện cho toàn bộ anh em xưởng sản xuất. Dear anh, là em trưởng phòng mua hàng. Dear CEO, là em kế toán trưởng, người được mệnh danh là khó tính nhất công ty đây. Dear boss, email này chúng em gửi boss từ bộ phận quản lý kho. Từ những ngày nhà máy của chúng ta còn nhỏ, công ty chúng ta hoạt động chỉ với hai mục tiêu hàng đầu: đơn hàng giao đúng tiến độ, sản phẩm sản xuất với tỷ lệ lỗi thấp nhất. Thế nhưng đơn thiếu, đơn thừa, hàng lỗi, đơn sản xuất đại trà và đặc biệt là những đơn hàng chen ngang thường xuyên làm thay đổi toàn bộ kế hoạch sản xuất ban đầu. Tất cả trở thành cơn ác mộng với quản lý như em mỗi mùa cao điểm. Chúng ta hay gặp khó khăn với việc tính toán nhu cầu vật tư không sát với thực tế. Ngày ngày vật lộn với file thủ công, chỉ cần một công thức sai thì coi như em tính toán sai kế hoạch cho cả dự án. Trong mùa cao điểm, em phải đi thu thập số liệu tồn và dự toán từ khắp các phòng ban để phân bổ nguồn lực sao cho phù hợp. Chưa kể, di chuyển từ văn phòng tới các nhà máy thật sự vất vả và mất thời gian. Là người yêu nghề, nhưng sếp biết không, nhiều khi em muốn rời xa giấy tờ và những con số chỉ một ngày. Với lượng nhân sự ngày càng đông do quy mô tăng trưởng của công ty, đối với em, mỗi thời điểm trước ngày tính công thực sự căng thẳng để đảm bảo tính đủ và đúng cho toàn thể nhân viên. Đồng thời, công việc hạch toán để quản lý dòng vốn hiệu quả cho công ty luôn tốn rất nhiều thời gian, khiến nhiều khi em cảm thấy quay cuồng trong công việc. Sếp từng nói với em, bộ phận quản lý kho chính là xương sống của doanh nghiệp. Vậy mà suốt những năm tháng bắt đầu, chúng ta phải ghi nhận quá nhiều lãng phí trong khu vực kho bãi. Việc quản lý rối loạn, hàng nhập xuất bất quy tắc, các bạn nhân viên đã từng chạy ngược chạy xuôi, ghi nhận từng con số tồn dư sản phẩm. Nhưng giờ thì khác rồi sếp ạ. Công việc của chúng em thay đổi rất nhiều từ ngày hôm ấy. Sếp có thấy dạo gần đây công ty mình phát triển một cách vượt bậc trong hiệu quả sử dụng vốn không ạ? Có công cụ hỗ trợ tính nhu cầu vật tư rất tiện lợi. Hoạt động quản lý kho đã được thay đổi cục diện hoàn toàn. Là nhờ One C Company Management. Mọi con số hay dữ liệu quản trị đều tập trung trên phần mềm. Kế hoạch hay thực tế cũng đều xuất hiện trực quan trước mắt. Đơn hàng của khách dù lớn hay nhỏ cũng được đảm bảo chính xác số lượng 100%, tối ưu cả hình thức quản lý và vận chuyển. Giúp em tiết kiệm rất nhiều thời gian và độ chính xác thì được đảm bảo. Em không cần xoay vần với nhà cung cấp nữa, mà nhờ công nghệ phân tích so sánh giá, em có thể lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với thời gian chỉ bằng 1/3 thời gian trước đây. Những con số biết nói đã thay em trả lời sếp rồi nhỉ? Nhờ tích hợp phần mềm kế toán One C Finance Accounting và phần mềm One C Company Management, chúng ta quản lý tốt công nợ phải thu, phải trả, thu đúng số lượng, chi đúng thời điểm, hạch toán kế toán trở nên dễ dàng. Về kế toán lương, giờ thì dễ dàng kiểm soát danh sách nhân viên, công nhân trên hệ thống, ngay cả khi số lượng thay đổi thường xuyên và phức tạp. Tự động hóa công việc tính lương tháng, lương khoán sản phẩm, phụ cấp, OT. Anh chị em nhận lương đúng ngày, đúng giờ, minh bạch rõ ràng, trông mọi người phấn khởi lắm sếp ạ. Thay vì chạy marathon trong khu vực kho để tìm kiếm sản phẩm, giờ chỉ cần ứng dụng di động quét mã vạch sẽ cho chúng ta biết hàng hóa ở vị trí nào ngay lập tức, hàng xuất ra nhập vào, tồn nguyên vật liệu được ghi lại đầy đủ và chính xác, tránh mọi thất thoát. Vậy là không chỉ có bộ phận kho mà toàn bộ doanh nghiệp được chứng kiến và trải nghiệm một quy trình làm việc mượt mà, giảm thiểu tối đa thời gian chờ. Đơn hàng ngày một nhiều hơn, khách hàng tin tưởng và tìm đến chúng ta ngày một nhiều. Tết này bánh chưng có thịt rồi sếp ạ. Quyết định chuyển đổi số không chỉ đơn giản là đuổi theo xu hướng, mà còn là một quyết định thiết yếu của mọi doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương án, triển khai thực tế, nghiệm thu và vận hành thành công. Mỗi giai đoạn đều mang nhiều khó khăn và thách thức, nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp thay đổi cách thức vận hành, sử dụng dữ liệu và quy trình. Trong hành trình chuyển đổi số của mình, tôi nhận ra không có lộ trình nào là duy nhất, chỉ có lựa chọn phù hợp với đặc thù doanh nghiệp của mình, như cách mà tôi tin tưởng và đồng hành cùng One C Company Management.